Giá vàng hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2024, giá vàng thế giới tăng do lợi suất thấp hơn trong khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm dữ liệu của Hoa Kỳ. Tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng 4 số 9 hôm nay được Digi niêm yết ở mức 83 triệu đồng trên một lượng mua vào và 85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đá quý My Hồng, giá vàng My Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84-85 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83-85 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 83-85 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam, giao ngay ở mức 2.662,48 USD trên một ao. Giá vàng hôm nay tăng 0,51% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank. Giá vàng thế giới hiện giao ngay ở mức 80,04 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 4,96 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 4,96 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC ở cùng thời điểm.